Để thầy kể các con nghe, nhà của thầy ở số 5, Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố Mỹ Tho. Gần đây mà phải không? Chợ Gạo với Mỹ Tho không có xa. Trong ký ức của thầy vẫn còn nhớ ngày xưa có một bà lão ăn xin. Bà này dễ thương lắm. Ngày nào bà cũng đi qua cái chợ Hàng Bông, chợ cũ, để bà đi xin tiền. Bà ngoại của thầy rất là giàu lòng từ bi, mới nói với bà cụ ăn xin đó, thôi cứ đi xin đi, trưa đói bụng về đây ăn cơm. Mà cái bà đó là ở chợ Gạo mình đây nè, đầu của chợ Gạo giáp ranh với lại Mỹ Tho. Mỗi một ngày bà đều đi bộ từ ở đây mà đi xuống dưới để đi xin. Da mặt của bà đen, nhìn mà không kỹ là sợ, và thầy cũng sợ nữa. Lần đầu tiên nhà thầy có cái sau hè, thì cái người ăn xin này tới trưa, khoảng chừng 11, 12 giờ trưa là bà đi sau hè. Bà vừa tới là bà ngoại thầy bắt cái ghế ra cho ngồi, rót cho một ly nước, ngồi đó chờ đi, tôi vô tôi lấy cơm cho. Lấy nguyên một cái tô cơm, đợi đồ ăn đầy úp ở trên đó. Xong rồi bỏ cái muỗng đem ra, bữa nào có ăn canh cho thơm tô canh. Bà ăn rất là ngon, mà nãy giờ thầy đứng đó thì để ý hết từ đầu chí cuối. Mình thắc mắc của cái bà này, thành viên gia đình mình có 10 người thôi mà sao tự nhiên hôm nay có thêm bà này nữa vậy. Lần đầu tiên thấy. Mà bà ngoại thầy cũng ác nữa, cũng không có giới thiệu cái người này là ai nữa. Do đó là để cho thầy tự quan sát. Sau khi ăn xong hết rồi, bà ngoại thầy còn dễ thương nữa, đưa tâm xỉa răng nữa. Rồi, thôi nghỉ ngơi ha, mai gặp lại. Ngày nào cũng giống vậy. Cái bữa đầu thầy còn sợ, cái bữa thứ hai là thầy hết sợ. Bữa thứ hai là thầy nhìn, thầy nói, ồ bà này mặc dù xấu xí đen đủi vậy đó, nhưng mà bà ấy có cặp mắt rất là đẹp. Cặp mắt của bà nó không phải là mù phù thủy. Cặp mắt của bà rất là sáng, từ bi. Và thầy có một cái gì đó rất là gần gũi với bà. Rồi ngày nào cũng vậy, 11 rưỡi là y như rằng là đến hẹn lại lên. Nhà thầy là trung tâm cung cấp ăn uống dành cho người cơ nhỡ. Tội nghiệp lắm. Bà ngoại thầy mới dạy thầy là, này con, nếu như mà con giúp đỡ cho mọi người khó khăn thì sau này cuộc sống của con sẽ đầy đủ, ăn không sợ thiếu, không sợ đói, sống nơi nào cũng có người hỗ trợ cho mình hết. Đây là một cái hành động bố thí. Các con đọc theo thầy, cho tai con rộng mở, biết san sẻ cúng dường, biết giúp đỡ yêu thương đến những người khốn khó. Và bây giờ sau 30 năm thầy cảm thấy hạnh phúc lắm. Đời tu của thầy đi đâu cơm cũng không có thiếu, đồ dùng cũng không có bị thiếu. Mình muốn gì, mình cần gì, mình nghĩ gì là mình thưa chuyện cái là qua ngày hôm sau có người ta cúng cho mình. Và thầy nghĩ lại ngày xưa thầy đã từng gieo cái nhân đó. Qua tới ngày thứ tư là thầy nói bà ngoại thầy á, thôi bà đừng làm nữa, công chuyện đó để cho con. Thế là tới 11 giờ là thầy đi bới cơm sẵn rồi. Bắt đầu bỏ đồ ăn vô. Hôm nay trong lúc xịt nước tương mà không để ý, xịt quá trời. Cái lúc mà bà ăn, mặt bà nhăn. Ăn xong bà còn nói thẹn câu, sao nay mặn dữ vậy? Cái lúc bây giờ thầy mới hết hồn, thầy cười chúm chím chết mồ, hồi nãy xịt quá trời nước tương. Thế là mình cảm thấy hối hận, mình ra mình xin lỗi bà. Kỳ sau con sẽ cố gắng, con để chánh niệm hơn một chút, để không có phải để mặn như vậy.
Cảm ơn con, bà nói vậy thôi chứ bà vẫn ăn hết. Một cái điều cảm động đối với người nghèo mà thầy học được từ họ. Các con mỗi lần ăn cơm chứ các con có bao giờ để ý tới cái bát cơm của mình không? Có những đứa ăn rất vội vã, có những đứa ăn xong rồi không để ý, bỏ mứa, tội lắm. Trong khi những người nghèo khó, người ta không có chén cơm manh áo để ăn. Thầy học được bài học từ cái người ăn xin này là lúc nào thầy múc bao nhiêu là ăn hết bao nhiêu. Không có bất kỳ một hạt gạo nào, một hạt cơm nào còn đọng lại trên cái bát hết. Bà ngoại thầy dạy thầy là hạt gạo là hạt của trời cho. Do đó mình phải trân quý, mình phải ăn cho hết. Ai mà phung phí đời sau sẽ nghèo khó. Do đó là thầy muốn rằng các con mỗi lần ăn cơm xong là phải tém cho gọn hết cái chén, cái cơm của mình và không để bất kỳ một hạt cơm dư thừa nào trên bát hết. Đầu được một tháng, thầy nhớ là bà đó, bà đi cái đôi dép Lào màu xanh. Các con biết đôi dép Lào không? Đấy. Thì đi bộ, mỗi ngày đi bộ thì đi riết ở dép nó làm sao? Nó phải mòn thôi. Và nó bị sứt cái quai. Sứt cái quai dép. Thì lúc bấy giờ thầy thấy bà lấy cọng dây, bà buộc lại cái quai dép. Thầy thấy thương quá, thầy nhìn lại đôi dép của mình. Trời ơi, mẹ mới mua cho mình đôi dép mới quá. Cái mình nhìn qua cái đôi chân của bà, trời ơi đôi dép sao mà nó thê thảm quá. Tội, biết làm gì không? Tối hôm đó trằn trọc bâng khuâng giấc chẳng lành, ngủ không được. Trong đầu thầy mới nảy sinh ra một tư tưởng, mình có nên móc ống heo để mình mua cho bà đôi dép không? Mà móc ống heo ra là cả một vấn đề. Bởi vì đồng tiền nó gắn liền với cái gì? Khúc ruột. Sau một trận giằng co tâm lý và quyết định lấy 5.000 ở trong cái ống heo đó ra để mua cái đôi dép mới để tặng bà. Trời ơi, 5.000 cái thời của thầy là nhiều tiền lắm nha con. Trời ơi. Xong rồi, sáng hôm sau, bà ngoại đi chợ. Ngoại lấy 5.000 này, ngoại mua cái đôi dép để trưa nay con tặng cho cái bà ăn xin đó. Thì trưa hôm đó, sau khi bà ăn cơm xong là bà chuẩn bị đi về, xách cái giỏ đệm. Thì thầy mới nói rằng, bà ơi, hôm nay tặng bà đôi dép mới. Bà nhìn thầy cầm đôi dép, rưng rưng nước mắt, không nói nên lời. Và lúc bấy giờ, cái hạnh phúc lớn trong cuộc đời của thầy, cho đi là hạnh phúc, đưa đến sự vui vẻ, mặc dù nó không lớn, nhưng đó là những giá trị của tình thương. Mà đối với người cơ nhỡ họ rất là trân trọng. Vì có đôi khi những người ăn xin người ta nghĩ rằng họ là người nghèo khó và họ bị đối xử tệ bạc. Nhưng họ đến với gia đình của thầy, thầy không bao giờ nghĩ họ là người ăn xin hết. Mình giúp được họ cái gì là mình cần nên giúp. Rồi các con biết không, đâu đó khoảng chừng tháng à, cái tự nhiên bữa đó thầy bới cơm hoài, thầy chờ mà không thấy bà đến ăn cơm. Lúc đó trong 3 tháng hè thì chưa có đi học. Cái tháng cuối cùng chuẩn bị đi học thì không thấy bà nữa. Một ngày, hai ngày. Tới ngày thứ 3 thì thầy hỏi bà ngoại thầy. Bà mới nói rằng mấy bữa nay cô không thấy bà đi nữa. Thì khoảng đâu đó chừng một tháng sau thì cái người thân của cái bà ăn xin đó đó trở về nhà và bà ăn xin có viết một cái lá thư là tôi rất là mang ơn cái gia đình số 5 Đốc Binh Kiều cho tôi ăn uống. Và đặc biệt trong gia đình đó có một cái thằng nhỏ dễ thương, nó đã tặng cho tôi đôi dép Lào. Đó là những cái dòng chữ ghi lại mà ngày nào bà có cái gì đó vui á, là bà sẽ viết vài ba chữ để kỷ niệm. Và không ngờ rằng đôi dép Lào
là một cái kỷ niệm cuối cùng giữa thầy đối với bà, bởi vì mấy ngày sau là bà bị đột quỵ và chết, bà qua đời. Và những người con lo tan ma, sau một tháng mới tìm lại mấy cái đồ lặt vặt của bà đó, thì mới thấy một cuốn sổ và trong đó có ghi những cái dòng chữ như vậy. Thì thầy nói với con đó là những cái kỷ niệm trong cuộc đời của thầy lúc còn tấm bé. Lúc đó thầy chưa tới 10 tuổi, thầy khoảng 9 tuổi, học lớp 3, lớp 4. Và cái hình ảnh sâu sắc đó nó vẫn còn như in trong ký ức của thầy. Mỗi lần thầy thấy những cái người già lớn tuổi đi sinh đó là thầy thương lắm. Có gì cho hết, đừng có tiếc rẻ. Tôn kính bậc đáng kính là phước điền cao thượng. Các con cứ bố thí, cứ làm phước, sau này các con sẽ được cuộc sống nhân quả công bằng, đầy đủ. Đi đến đâu ai cũng thương, làm việc gì ai cũng mến, và không bao giờ bị thiếu thốn. 5.000 cho một đôi dép Lào sẽ là một bài học đắt giá cho các con. Tuổi còn trẻ, nhịn ăn, tiết kiệm và hãy quan tâm đến những người khốn khó. Được không ạ? Các con yên tâm, nhân quả rất công bằng. Ở bên Hàn Quốc đó, người ta trồng những cây hồng. Và cái mùa mà gặt hái những cái trái hồng nó sẽ rơi vào mùa xuân. Sau một cái mùa đông giá rét thì những cây hồng nó có trái. Thì lúc bấy giờ khi mà gặt hái những trái hồng thì người ta đều chừa lại trên cây những trái chín để làm gì? Để cho những con chim nó ăn. Tại sao phải để lại cho những con chim nó ăn những trái hồng này? Cái người nông dân bên đó người ta kỹ lưỡng lắm. Người ta thương các loài vật. Cứu vật là vật nó sẽ trả ơn. Sau một cái mùa đông giá lạnh như vậy đó thì cây hồng nó ra trái, những con chim không có cơ hội để đi kiếm đồ ăn thì nó ăn được những trái hồng đó. Nó ăn xong rồi nó biết ơn lắm nha, nó chưa bay đi vội đâu. Nó vẫn ở đó chơi. Tới mùa xuân thì cây hồng nó đơm hoa, nó nảy mầm, nó nảy chồi. Thì khi mà nảy mầm nảy chồi thì trên cây hồng đó sẽ có những con sâu. Thì lúc bấy giờ những con chim này sẽ làm gì? Bắt sâu cho cây hồng nó tươi tốt. Như vậy là người nông dân khỏe không? Khỏi cần phải bắt sâu. Những con chim này nó ăn những trái hồng còn sót lại, nó cũng biết ơn và nó bắt sâu. Sau khi cây đã ra hoa đàng hoàng rồi, bắt đầu những chú chim bay đi nơi khác, rồi tới mùa đông nó sẽ trở về, nó ngủ đông ở tại đây. Như vậy mình gieo nhân mình có gặt quả không? Nếu như mà những người nông dân đó mà gặt hết những trái hồng mà không chừa trái nào trên cây thì xin thưa là có ai bắt chim. Do vậy các con hãy cố gắng thương vật thì vật nó sẽ thương mình, nó sẽ giúp đỡ cho mình. Hãy cho thầy biết một năm có bao nhiêu tháng. Câu hỏi được đặt ra là hãy cho thầy biết mình thương bố mẹ mình tháng nào trong năm nhất. Rồi, mời con. Dạ, thứ hai là rằm tháng 7. Tại sao con thương bố mẹ con vào rằm tháng 7? Vì bố mẹ đã nuôi con lớn khôn. Thế thôi. Rồi, một sâu chuỗi cho con. Thầy muốn ý kiến khác. Ngoài tháng 7 ra, một bạn nữ đi ạ. Rồi, mời con. Trong 12 tháng, con sẽ thương bố mẹ con tháng nào nhất trong năm? Dạ, thầy là 12 tháng. Chỉ được một tháng? Dạ, 12. Tại sao ta là tháng 12? Dạ, tại vì mẹ đã nuôi lớn con khôn người. Con phải nói rõ ra, các tháng còn lại cũng nuôi con khôn lớn lên người mà. Rồi, con ngồi xuống. Cho con được cơ hội để nhận chuỗi của thầy. Xác định rất rõ, trừ cái tháng 7 này ra, còn lại 11 tháng. Vậy thì trong 11 tháng đó, theo con thì con sẽ thương bố mẹ con tháng nào nhất trong năm?
Mô Phật là con thương bố mẹ vào những tháng mà có sinh nhật. Những tháng, một tháng duy nhất chứ không có những tháng. Tháng nào? Vào tháng 4, ngày sinh nhật của mẹ con. Ngày đó mẹ con được chào đời và đã bước ra đời để mà mẹ con được như bây giờ để nuôi con khôn lớn. Chúc mừng con. Thầy muốn nghe một tháng khác trong năm với những lý do khác. Mô Phật. Dạ thưa thầy, là con thương mẹ con nhất là vào tháng 1. Tại sao? Tại tháng 1 là tháng sinh của con, là mẹ là cái tháng sinh mà mẹ con đã bước qua cửa tử một chân. Thầy Thiện Tâm đã cho các con đọc kinh báo đáp công ơn cha mẹ, trong đó có một đoạn là khi sinh sản hiểm nguy chi xiết, sinh đặn rồi tinh huyết dầm về, ví như thọc huyết trâu dê, nhất sinh thập tử nhiều bề gian nan. Cái ngày sinh nhật của mình á, hay còn gọi là ngày mẹ thọ nạn, tức là ngày mẹ phải mang nặng đẻ đau. Do đó nếu như các con nhớ được ngày sinh của mình thì các con phải tặng quà cho mẹ. Bởi vì ngày đó mẹ đã phải dùng cả tánh mạng của mình để đổi lấy sự sống cho con. Xin cảm ơn con. Làm ơn ha. Ngày của cha, ngày của mẹ, ngày sinh nhật con đủ rồi. Tôi muốn hỏi một lần nữa, trong 12 tháng ấy, đừng có lặp lại sinh nhật ba, sinh nhật mẹ, sinh nhật con gì nữa. Ngày nào mà mình cảm thấy là phải trân trọng cha mẹ, phải dành tình thương cho con. Xin mời bạn Mập đó luôn. Rồi, con nói lý do cho thầy nghe. Là tháng 5. Tại sao? Dạ là ngày 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động, là ba mẹ phải kiếm tiền đặng nuôi con ăn học. Nhưng đó không phải là đáp án của thầy. Thầy mời đáp án khác. Dạ hai là con chọn ngày 8 tháng 3. Vẫn không phải là đáp án của thầy. Thôi bây giờ thầy sẽ trả lời cho các con. Cảm ơn. Có hai tháng trong năm mà các con cần phải nhớ. Đó là tháng ân tình mà cha mẹ phải vất vả nhất vì con. Đó là tháng mà các con tụ trường. Phải không? Cha mẹ có nghèo cách mấy, nhưng tới ngày khai giảng năm học mới của các con là tất cả những đứa đều áo trắng quần xanh, cặp táp mới, tập mới, bút mới, sách mới. Có đứa nào xài đồ cũ không? Dường như không muốn xài đồ cũ. Thầy ngày xưa như vậy thầy biết mà. Vậy thì thầy hỏi các con, cái tháng mùa tụ trường cha mẹ có cực không? Cha mẹ có thể áo sờn vai, nhưng con mình là áo trắng tinh mơ đến trường để học. Các con đâu bao giờ nghĩ đến tiền ở đâu mà có. Có đôi khi cha mẹ phải làm tất bật vất vả kiếm thêm nhiều tiền, hoặc là chạy đầu này vai đầu nọ để mượn tiền, có tiền đóng học phí cho con, có tiền sắm sửa đồ cho con đến lớp. Tháng đó có trân trọng không? Có không? Các con phải ghi nhớ những tháng đó, làm ơn ở nhà dọn dẹp phụ cha mẹ, quét tước nhà cửa một phần nào đó để cho cha mẹ vui và cảm thấy là con mình cũng biết lo. Đối với thầy, tháng mùa tụ trường là tháng cha mẹ phải khổ cực lo toan. Các con phải học hành cho thành tài để đền đáp công ơn cha mẹ. Và cái tháng thứ hai nữa đó là tháng chạp, chuẩn bị 3 ngày Tết. Sắp Tết, có đứa nào mặc đồ cũ không? Mẹ ơi, mùng 1, mùng 2, mùng 3, 3 mùng là mấy bộ đồ? 2 bộ chịu không? Khổ vô cùng, con thấy không? Cái mùa Tết là mùa, đâu phải là không tốn tiền. Có quần áo rồi phải có gì nữa? Có giày, dép chứ không lẽ đi chân không? Phải không?
rồi cũng phải có ít tiền lì xì nữa. Các con thấy mình có thương ba mẹ mình tháng chạp và tháng mùa tụ trường chưa? Do đó thầy mong rằng ít ra thì các con, ai đó hỏi các con một lần trong đời, các con có thương ba mẹ không? Thì các con cũng trả lời được với thầy, hai tháng mà con thương cha mẹ nhất, ngoài 3 năm nhũ bộ, 9 tháng cưu mang ra, thì rõ ràng nhất đó là 2 tháng tụ trường và tháng chuẩn bị ăn Tết. Cha mẹ phải chạy vại lo toan đầu này đầu nọ cho con mình được cơm no áo ấm, được ăn ngon mặc đẹp để không có mặc cảm với bạn bè. Thọ nhận những ân tình đó, các con phải cố gắng. Ai ơi giữ hiếu cho tròn, kẻo mai thức giấc chẳng còn mẹ cha. Xin một lần nữa cảm ơn những ông bố trong cuộc đời, cảm ơn những bà mẹ đã dạy cho chúng ta những thông điệp giàu có, không phải là những gì mình có, mà chính là những giá trị yêu thương mình ban tặng cho cuộc đời. Xin một lần nữa cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.